Chào bạn, tôi là Thùy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Và tác dụng của sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế vô cùng tuyệt vời rồi đúng không ạ? Trong rất nhiều tác dụng tuyệt vời đó thì có một tác dụng mà Nga luôn luôn nhấn mạnh với tất cả quý khách hàng khi sử dụng sản phẩm này. Đó chính là tác dụng giúp cho bạn cân bằng nội tiết tố và tăng cường chức năng sinh lý. Vâng, chức năng sinh lý rất là quan trọng đối với mỗi chúng ta và nó là yếu tố tiên quyết của hạnh phúc lứa đôi và cuộc sống gia đình. Vì vậy, nếu như bạn đang gặp các vấn đề về sinh lý thì hãy cùng Nga theo dõi video này để biết được tác dụng tuyệt vời của sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế cho vấn đề sinh lý của bạn như thế nào nhé. Vâng, và trong thành phần của đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế có thành phần là đông trùng hạ thảo. Và bạn đã biết đông trùng hạ thảo rất tuyệt vời, có rất nhiều các axit amin là đạm thực vật quý hiếm. Những vitamin như A, B1, B12, C, D, E, K và những nguyên tố vi lượng như canxi, sắt, kẽm, đặc biệt là silen. Và sản phẩm lại còn được kết hợp với hồng sâm được chiết xuất từ nhân sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc và được kết hợp thêm rất nhiều các thảo dược quý khác nữa và cho ra một viên đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế là sự kết tinh của rất nhiều các dược liệu quý giúp cho bạn có thể tăng cường sinh lực, bồi bổ sức khỏe và đặc biệt là tốt cho những người bị thận yếu, liệt dương, di tinh, đau lưng, mỏi gối. Chắc chắn rằng khi bạn sử dụng sản phẩm này thì vấn đề đầu tiên mà bạn cải thiện được đó chính là sức khỏe của bạn tốt lên và vấn đề sinh lý của bạn sẽ vô cùng tuyệt vời. Vâng, sản phẩm này thì phù hợp với cả nam và nữ. Chính vì vậy bạn có thể sử dụng được cho tất cả mọi người trong gia đình nhà mình. Và đặc biệt nếu như là chồng bạn hoặc vợ bạn đang gặp các vấn đề về sinh lý cần được cải thiện thì đây là một trong những sản phẩm mà là sự gợi ý vô cùng tuyệt vời để giúp cho bạn lấy lại được sinh lực của mình. Vâng, đó chính là lý do tại vì sao mà sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế lại có thể giúp cho bạn tăng cường được chức năng sinh lý một cách rõ rệt như vậy. Và sản phẩm này thì được rất nhiều các quý khách hàng của Korea Shop 24 giờ sau khi được Nga chia sẻ thì sử dụng và phản hồi lại tác dụng của sản phẩm rất là nhanh chóng. Chính vì vậy Nga tin chắc rằng nó cũng sẽ làm cho bạn hài lòng khi bạn sử dụng. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này thì bạn có thể truy cập ngay vào trang web Korea Shop 24 giờ mà Nga đã để sẵn trong phần mô tả dưới video này. Hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0976 148 590. Nga sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn và đồng hành với bạn trong suốt quá trình bạn sử dụng sản phẩm. Với tiêu chí Korea Shop 24 giờ là chất lượng làm nên uy tín. Chính vì vậy, tất cả những sản phẩm mà Korea Shop 24 giờ đang phân phối tại thị trường Việt Nam luôn luôn là sản phẩm chính hãng được sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc. Vâng, được sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc ạ. Toàn bộ những sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà Korea Shop 24 giờ sẽ làm hài lòng bạn. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại ở video sau.